bắt trưởng ban quản lý dự án ở Nghệ An để điều tra nhận hối lộ. Nghệ An bắt giám đốc và phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn. Ngày 2 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam hai lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An để điều tra về tội nhận hối lộ. Hai lãnh đạo Ban Quản lý bị khởi tố, bắt giam là Trần Anh Tuấn, trưởng ban và Lê Quang Sáng, phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nghĩa Đàn. Trước đó, vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tương Dương về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Người bị khởi tố, bắt tạm giam là Phạm Văn Tài, sinh năm 1987, trú tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tương Dương. Theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An, trong quá trình công tác, Phạm Văn Tài đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.